Cao ngựa bạch đây các bác ơi, rất là nhiều khán giả có hỏi cháu Hiệp về sản phẩm cao ngựa bạch. Thì sau một thời gian thì như trước cháu Hiệp chia sẻ đấy, hiện tại lại có thêm một mẻ nữa rồi. Đợt này chỉ có một cân thôi, tức nghĩa là 10 lạng đấy. Một lạng thì cháu Hiệp đã hút chân không và để như này rồi, các bác chỉ mua về và sử dụng thôi. Có tác dụng là bổ thận, mạnh gân cốt, hỗ trợ chữa đau nhức xương khớp, loãng xương, vô hóa cột sống, thoái hóa khớp, tê nhức mỏi thấp khớp. Những người mới ốm dậy sử dụng sản phẩm này thì quá tuyệt vời. Những ai bị còi xương sử dụng cũng rất là tuyệt vời. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với cháu Hiệp nhé. Chỉ có 10 lạng thôi nên là mọi người nhanh tay đi ạ. Và hiện tại trong tháng 2 âm lịch này, nhà cháu Hiệp tiếp tục triển khai gian hàng đằng sau. Với sản phẩm 3 lít mật ong trở lên, các bác đặt hàng sẽ được tặng 1 lít mật ong rừng bất kỳ. Đấy, tất cả các đơn hàng đều được tặng chầm chéo nếu như quý khán giả có yêu cầu nhé mọi người nhé. Cảm ơn các bác đã xem. Xin cảm ơn. Cháu Hiệp xin chào cô bác anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tam Giác Mạch nhé. Hiện tại thì cháu Hiệp với em Chứ, đây là anh trai à? Hay là anh của Linh à? Đấy, là đang xuống để hỗ trợ chở một cái tét nước mọi người ạ. Đấy, thì hôm nọ anh em mình có chia sẻ video của nhà Chứ sau khi mà hoàn thiện về cửa, về mái rồi, và có chia sẻ là trên đó thì rất là khó khăn trong cái vấn đề nước nôi sinh hoạt đấy. Thế nên thì từ đó thì anh em mình nhận được một món quà của bà đấy, với số tiền khá là lớn để mà mua một cái tét về để dự trữ nước đấy. Thì khi mà thấu hiểu được điều đó thì có một bà đã gửi cho anh em mình tiền để mua tét. Và có mua gì nữa không Chứ? Đấy, bây giờ xe máy nghe không biết là có chở được không. Hôm nay em bảo Chứ là mượn được cái xe bò thì dễ hơn. Dân trên đấy không chơi bò à? Chỉ có xe máy thôi à? Tại vì sao dùng xe bò? Bởi vì nếu mà chở bằng xe ô tô lên thì tốn cước, lại tốn tiền. Nên là cũng muốn là nhà hảo tâm đã bỏ tiền rồi thì mình sẽ bỏ công, như vậy thì sẽ đỡ tốn được tiền đó. Cháu Chứ chào các bà nhé, chào khi khán giả của anh nhé, chào các chị các anh nhé, chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay rất là nắng đấy, có cái téc thì nó sẽ để dự trữ nước mưa. Cái téc hôm nọ đã mang xuống dưới chưa? Xuống cái chỗ mái kia chưa? Vẫn còn nước à? Hết rồi. Hết rồi thì từ hôm nọ có mưa phát nào không nhỉ? Mưa nhưng mà mưa ít nhưng mà vẫn phải tận dụng. Đi uống nước đi, xong là chắc là sang bên kia lấy téc để ở bên kia nhá. Đấy. Xem là hai chai nước thạch dừa cho anh mượn tí. Chị Mai ơi. Chị ơi. Hai chai này với một chai nước lọc. Rồi. Đấy. À đây, em Chứ với ông anh là đi xe máy như thế này không biết là có chở được không. Tuy nhiên thì Chứ có mua gì thì mua luôn nhé, bởi vì bà dặn rồi mua téc dư tiền thì sẽ mua đồ cho con. Mua đồ ăn, mua gạo hay mua bất cứ cái gì đấy mua cho con. Mua gạo. À, mua gạo cho con hả? Thế mua bao gạo to nhé. Ok. Đấy, lấy luôn. Em xe nào? Hai người đi một xe à? Hai xe mà. À. Đây thì em chở gạo với mua ít thức ăn. Đấy. Kiểu gì anh hỗ trợ tí kiểu phải mời anh bữa cơm trưa chứ đúng không? Ăn ở nhà dưới hay nhà nào? Nhà mới hay nhà cũ? Nhà mới. Nhà mới thôi nhỉ? Nhà đã có nhà rồi chả nhẽ lại lên trên đồi đấy thì anh cũng không đi được. Quan điểm là như thế cho nó nhanh nhỉ? Ừ. Đấy. Thế thì mua gạo với chuẩn bị mấy đồ để tí nữa là sẽ ăn bữa cơm ở trên đấy luôn. Dạ. Nhá. Dạ. Đấy. Đi uống nước đi, xong anh em di chuyển nhá. Dạ. Uống nước đàng hoàng đã xong di chuyển. Có hai cây tre nhưng mà không biết là có ổn không đây. Hy vọng là sẽ chở được. Mình sẽ mua cái téc hai khối nhá. Téc nằm thôi để ở dưới mái hiên ấy.
tận dụng nước mưa thôi. Nhưng mình không mình tận dụng nước mưa thôi. Chứ còn ở đấy mà bơm nước thì có điều kiện tính sau. Cái tiếc kia hỏng thì chắc chắn là em vẫn phải dùng rồi, mới nữa trả tiền họ thôi. Bây giờ hỏng thì ai lấy cái lại của mình bây giờ đâu. À, đấy. Bây giờ thì anh em uống nước một xíu đã, sau đó sẽ di chuyển đi để lấy téc nhé, và tiến hành mang téc lên để lắp và cho nhà em chứ. Mọi người cùng đón chờ ở phía cuối video xem để biết được là ai là người đã tài trợ téc cho chứ hai bố con, một cái téc để đựng nước mưa mọi người nhé. Xe này của ai? Của anh à? Này. Anh có hai xe được à? Mượn ba xe. Ừ. Mua gạo, đây đồ trong này cũng có đồ của em này. Dầu mỡ các thứ còn không? Còn đi hết rồi. À. Thế thì mua dầu, mua bột canh, mua các thứ về nhà mới luôn đi. Yeah. Chú. Vâng. Đang mua đồ cho em nó một tí. Rồi, để tạm đã. Xong là dây co kia đủ chưa, nhiều chưa? Thế phải mua một dây nữa. Rồi, bây giờ đi lấy dầu ăn, mắm muối mì chính. Tổng là hết 4.972.000 nhé. Gạo, dầu, thịt, gà các thứ và cái téc hai khối. Téc thì mua téc nằm thôi mọi người ạ. Bởi vì téc đứng thì cũng chẳng biết bao giờ có nước để mà bơm. Ở đấy thì khi nào có điều kiện thì em sẽ bơm một téc đầy xong dùng thôi. Nước bơm thì mình sẽ để uống, còn cái tùng to kia thì mình sẽ để đựng nước mưa thì để sinh hoạt, giặt rũ, rửa bát, lau nhà các thứ. Mình là mái tôn do vậy là ăn uống cũng thoải mái thôi, nó không có vấn đề gì đâu. Đấy. Mua gạo này. Còn dư 28 ở đâu? Đúng rồi, 28.000. Anh đi trước đi, đi sang bên kia, bên kho trước đi. Bên bãi kia có cái tách nước, tách inox của mình kìa. À, mua trứng nữa à. Đạp hết à? Xe đội này toàn đạp thôi nhỉ. Đừng tay chậm vào kia, dù dư lòng ngày nào. Sao nào? Đã nào hai khối. Đây, chắc nằm đây.
1.800. Tìm cái nào thấy chữ 2.000 là đúng rồi. Cái này thì không thấy ghi chữ đâu. Yeah. Có tiêu. Được không á? Không đơn giản đâu. Không dễ ăn đâu. Nhấc cả cái khay ra ngoài đã. Nhẹ thôi đúng không? Nhưng mà nó to. Ồ, bình tĩnh. Đâm liên tục đấy. Ôi giời ơi. Con D-Tech này. Chứ thầy chở cái chân gì? Ừ. Chết mất thôi. Được nhờ. Một dây buộc vào níu hai cái thanh nữa lại được. Là xong. Từ từ anh ấy đang buộc đằng sau. Cẩn thận nhá, đừng nhìn vào nhá, đứt lại vào mắt đấy. Được, đến thoải mái. Cái chứ sẽ phải chở cái khung này mọi người ạ. Rồi, chia ra. Không sao, bây giờ em lấy cái dây này níu hai đầu đấy lại là được. Không, bây giờ buộc qua đây chứ ạ. Đấy, buộc qua đây sang bên kia. Anh sang bên kia. Không đơn giản đâu. Đấy, khổ cái là trên thôn của chứ lại không có ai dùng xe bò. Bình thường như thế này nhá mọi người ạ. Tức nghĩa là khi mà mình thuê xe ô tô lên đấy phải mất thêm 400 nữa.
Nhưng mà khi mà anh em tự xuống chở thì chỉ mất khoảng 70.000 tiền xăng thôi. Do vậy là phải hết sức tiết kiệm cái khoản kinh phí đó để mà làm những cái việc khác. Và nếu như mà thuê ô tô thì kinh phí của nhà hảo tâm gửi thì sẽ bị thiếu. Đấy. Anh em mình chi đã sát lắm rồi. Cho nên là chỉ dư được 28.000 thôi. Được, được, được. Ở đấy thì cho vào xe chứ thôi. Thiết kế làm sao ngồi được đây. Nhá ư, cọt thì ư. Cho trên nóc á. Thử xem nếu mà được thì để trên nóc. Ôi giời ơi. Ê. Được à? Trời ơi. Mượn được cái xe bò thì đi dễ cực kỳ luôn. Chỉ có thế kéo thôi. Đây, xuất phát đây. Muộn mất rồi. Cái téc này đầy thì dùng cả tháng. Vâng, đợi nước uống với nước nấu ăn thôi. Còn tắm rửa thì chắc là cũng khó đấy. Đấy, nó cồng kềnh. Bây giờ lên dốc mà, lên dốc hết, lên dốc đến nhà luôn. Thì nó còn ngửa ra đằng sau. Lên được dốc là được rồi, lên dốc là nó tụt rồi mà. Qua kéo hẻn thì đi thẳng lên thì nó 100% là dốc rồi, do vậy là nó cũng dễ hơn trong cái quá trình di chuyển. Tuy nhiên thì lên đấy lại tốn thêm cước cơ chú ạ. Cái quỹ tài chính có hạn thì chờ thôi. Vâng. Rồi rồi, xe tập thịt quá. Bác đi nhỉ, điệu đi. Chứ đi sau đây có gì còn hỗ trợ. Được, được, cứ đi đi. Em nhìn rồi. Có xe em bảo. Có xe đi nhá. Ok. Có đấy.
nha. Thôi cháu đi đây. Nhiều cái khúc cua thử thách tay lái của tay lái mùa xuân vùng cao. Mệt mọi người ạ, không biết là liệu có lọt qua cái chỗ điểm trường kia không nữa. Bởi vì là đấy thì đường rất là hẹp. Đấy. Và cả khu này nữa cũng không biết là có lọt không. Đấy. Đấy, Hiệp xin được chia sẻ với quý khán giả, và cô chú anh chị và tất cả mọi người một chút là hiện tại thì cũng như trong các cái tháng thì gian hàng nhỏ bé của nhà cháu Hiệp cũng đã bán được 2-3 năm rồi. Do vậy là cũng có một lượng khán giả nhất định, và rất là cảm ơn những cái sự tin yêu của tất cả cô chú anh chị dành cho gian hàng nhỏ bé cháu Hiệp. Do vậy là hàng tháng gian hàng nhà cháu Hiệp sẽ có những cái sự tri ân dành cho tất cả khách hàng khi mà mua sản phẩm nhà cháu Hiệp. Đó. Do vậy là cô ba anh chị mà mua mật ong
bất kỳ từ 2 lít trở lên sẽ được tặng kèm 1 lít mật ong hoa rừng tự nhiên. Đấy. Cứ từ 2 lít trở lên sẽ được tặng 1 lít nha mọi người nhá. Hiện tại thì có sản phẩm cao ngựa bạch nữa. Đấy. Rất là tốt cho những ai đang bị xương khớp và những bác nào mà mới ốm dậy. Đó. Rồi, di chuyển xuống dưới một chút để xem. Lên được không đây? Hôm nay thì một mình cháu Hiệp vừa quay phim, vừa chia sẻ. Do vậy là quá giỏi. Được, được. Anh ạ, lên đây để hỗ trợ đã. Sao mà, sao mà? Em phải hỗ trợ lên hết dốc này đi. Ồ, sao mà, sao mà? Cái tay chắc là bây giờ bóp cái đấy không được rồi nhỉ? Cứng hết rồi đấy nhỉ? Khỏe thật, công nhận là nếu mà cho em cái téc này để chở xe máy thì em chắc thôi. Xin cảm ơn, không lấy nữa. Bởi vì là làm sao mà chở được. À, nãy rơi một lần à? Hả? Có rơi không chứ? À, không rơi đâu gì. Chỗ này cũng phải hết sức là ấy thì mới lọt được. Anh này chở rất là giỏi, lái xe rất là giỏi nên là mới hỗ trợ được chứ, mang đến tận nhà đấy. Không là cũng hết hơi. Đơn giản một chút nào. Để có được nước uống, để có được dụng cụ đựng nước uống nữa là cả một câu chuyện đối với vùng cao. Do vậy là cháu Hiệp luôn luôn muốn là những thước phim của mình chia sẻ nó phải là chân thực nhất. Ô, chị tàu là lơ, không lọt được đâu. Anh dừng xe đây, chỗ này phải tháo rồi. Không lọt được. Chỗ này không lọt được đâu. Chỗ này phải tháo vác lên thôi. Cái xe của thằng Chứ cũng yếu quá. Xe kia là xe của anh đúng không? Xe kia yếu lắm. Đây, đường nước để hàng tháng bơm lên cho hai bố con uống đây. Không lọt được. Hy vọng là sẽ có bác tài trợ kinh phí để cho hai bố con hàng tháng sẽ có thằng Hồng kìa, có nước uống. Lấy đá chèn vào là được rồi. Dài quá. Dài quá, nó bảo rồi. Lấy cái khối rưỡi không thích, cứ thích hai khối. Khối rưỡi thì rẻ hơn được một tí. Chứ chở cái kia cũng còn cành lắm nhỉ. Khó. Đúng à.
Thế mới thấy là phải trân trọng. Vì sao anh lại bắt chúng mày đi chở là gì? Vì là các bác cho thì đã là quá là quý rồi, mồ hôi nước mắt các bác rồi, nhưng mà mình phải bỏ sức như thế này thì mới trân trọng chứ. Mình phải bỏ sức như này thì mình mới đáng trân trọng chứ, không thì tự nhiên nó đến một cách dễ dàng quá thì lại không trân trọng, không bảo quản thì thật sự lãng phí. Đấy. Cái xe này bốc đầu liên tục. Về nhà luôn đi. Rồi, 2.000 nhá mọi người nhá. Téc này thì có giá ở ngoài thị trường là 4 triệu. Nhưng mà cháu Hiệp mua chỗ anh Thanh Mai nhiều rồi. Anh cũng nói luôn, chú làm công trình phúc lợi của bà con nghèo. Anh lấy 3850, giá là chính xác là như vậy. Úi. À, cái téc này mang xuống rồi à? Có được tí nước nào chưa? Không được. Rồi, anh em đếm cho. Úi, chèn vào nhá, con lại lăn xuống dưới là không có thời gian mà đi lấy đâu. Đấy. Các bác, một số bác không xem hết video bảo là cháu Hiệp ơi, các cháu không bắn máng nước à. Nhưng mà mọi người đã nói rất nhiều rồi, mọi người xem video thì xem đến cuối đi. Còn xem quảng cáo thì ví dụ mua hàng thì mọi người xem ở đầu là được rồi. Ở đầu video là được rồi, không cần. Nếu mà có nhu cầu sử dụng mặt hàng nào mà ủng hộ cháu Hiệp thì cứ xem, gọi điện là có ngay. Đây, thằng em nó khác xây cái bếp lò này. Đấy, cũng ra gì đấy. Tay nghề này mọi người chấm mấy điểm. Đó. Đây, cái téc này là téc đi mượn về. Tuy nhiên thì cái này hình như là 1.500-2.000 một chút nhỉ. Cháu Hiệp xem nào. Cái này nhớ không nhầm thì là 1.500. Đi mượn về, tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì không lường trước được. Cái chân kia nó mềm quá. Đây, làm cái chân này nó mềm quá, đâm ra là đất lún và nó đựng nước nữa, nó nặng, nó sụp xuống một phát, dập hết cả chân và móp. Bây giờ thì có lẽ là sẽ rất là khó để mà trả lại người ta rồi. Em chứ sẽ phải nợ cái téc này. Đó. Đây. Sau khi xây dựng xong đây. Một bãi chiến trường. Củi rất là nhiều, củi nhà em chứ kìa. Một mình thôi nhưng mà làm lụng rất là chăm chỉ. Trước là trong quá trình thi công nhà thì đây là bếp hoàng cầm đây. Đấy, những cái bếp hoàng cầm đây này. Đó. Đây là cái vòi nước để bơm ở dưới bể lên nhá. Cháu Hiệp vẫn đã nói rồi đấy, không hiểu sao là ở đây bà con tất cả mọi người bơm nước thì đều phải trả tiền cho trưởng thôn. Đó. Nếu như mà bây giờ có hai cái téc rồi, một cái téc to thì cũng rất là tuyệt vời. Dẫn nước từ mái hiên về như thế này. Đó. Thì cái này sau này chứ đi làm thuê dù tiền sẽ trả cho, mua lại trả cho người ta. Bởi vì mượn về bây giờ hỏng rồi thì nó cũng chưa thủng đâu, nhưng mà nó móp rồi thì nó khó. Đấy. Khó để mà giả lại người ta. Đấy. Củi kia các thứ rất là biết bày binh bố trận. Đó. Hiện tại thì còn dư số gạch này, đang tính trong thời gian tới là sẽ dựng cho em chứ là một cái chuồng bò nữa. Chưa biết là sẽ dựng ở đâu đây. Các bác xem video có thể tư vấn cho cháu Hiệp thiết kế xem là dựng một cái chuồng bò ở đâu. Bởi vì quỹ đất là hết rồi nhá. Quỹ đất là hết rồi. Thưa quý khán giả là hết rồi. Ở đây thì là khu dốc xuống thôi. Mà là đất mượn thì chưa thể dám xây dựng được. Lỡ ngớ lại toang bò. Đấy.
Bây giờ cháu Hiệp sẽ đi qua một chút để mọi người tư vấn xem là xây cái chuồng bò ở đâu. Đây thì sẽ là xây cái bếp rồi. Đấy, xây cái bếp khói. Cái này thì sẽ là sử dụng những cái vật liệu thủ công thôi. Cái vật liệu đơn giản làm thôi. Chỉ còn khuôn viên ở đây thôi. Đấy, bên kia thì đã hết rồi. Ừ. Con này thì chắc cũng cỡ 2.000 lít, à 1.500 thôi. Đấy. Đang tạm thời nấu ăn ở bên ngoài như này. Đây, và khuôn viên đất bên này thôi. Hết rồi, không còn chỗ nào. Trên đường này là của người khác rồi nhá. Chỉ có khu hành tỏi này này là của nhà em Chứ thôi. Và vỏn vẹn từ đây xuống dưới này đấy, là của em Chứ thôi. Còn đâu là của người ta rồi. Ở dưới này thì nếu như dựng chuồng bò thì khả năng sẽ phải san dưới này thôi. Dưới này thì còn có thể thành thửa được, nhưng mà cũng phải san và nó cũng dốc lắm. Lỡ ngỡ chuồng sập thì bò lăn xuống dưới thì lại có thịt bò treo các bếp, nên là rất là khó. Bây giờ chưa có cái khuôn viên để mà dựng chuồng trại, nên là các bác, các cô, các chú sẽ tư vấn giúp cháu Hiệp xem là như thế nào. Đó, nhà cửa lắp xong hết rồi nhá. Xong xuôi hết rồi. Khỏe đấy nha. Cho vào nhà luôn, cho vào nhà luôn. Gạo cho vào nhà đi. Đốt cái gì thối quá, nhựa hay sao. Đấy, đấy, à biết lau chân à, ghê đấy nhà. Úi giời. Ừ, lau sạch sẽ quá. Bật điện lên. Đùa em tí thôi, điện ở đâu ra thế. Ôi giời, lả hành ư cổ. Thế bây giờ téc để đâu? Cái này liệu có trả được không? Không được à? Thế thì một cái thì sẽ để đây. Cái téc đứng thì em sẽ để trên kia để bơm nước nhà vệ sinh. Đó. Thì không cần xây bể nữa đúng không? Không cần phải tốn kém nữa rồi. Bảo anh ấy ăn cơm rồi về. Ừ. View rừng thông rất đẹp nhé. Tiết lộ với quý khán giả và rất là cảm ơn. Qua đây thì gửi một lời cảm ơn chân thành tới bà An đã tài trợ cho kênh Tao Giác Mạch 5 triệu để mua đồ cho em Chứ. Đó là một cái téc 2 khối. Không biết chỗ mọi người Tân Thanh giá bao nhiêu một cái khối này nhé. Nhưng mà cháu Hiệp mua ở anh Thanh Mai là 3.850.000 đồng. Đấy, mọi người có thể đến để mà thanh tra, điều tra về cái giá xem có chuẩn không. Rồi là mua gạo, mua nhu yếu phẩm, mua gà, mua dây co, mua nước uống, trứng, loằng ngoằng là hết hơn 1 triệu nữa. Tổng là hết 4.972.000, còn dư 28.000. Đấy, nói thật là như thế đi, cho nó dễ. Đấy. Téc này thì bao gồm là một cái bộ bộ vặn ở đáy. Thì chỗ này thì sẽ khả năng là sẽ hướng dẫn các em là dựng cái này em phải đổ cái chân đấy, lấy gạch xếp đổ cái chân lại. Ừ. Để đây trước đi. Ừ. Để tạm đây đã. Cái này để tạm thôi, chưa làm được luôn đâu, mệt thế này. À, xem bàn tay hay nào, lái xe mệt không? Đấy, để lên thôi. Một cái sẽ là hứng ở trên để bơm nước lên nhà vệ sinh, nhà tắm. Còn cái này sẽ để hứng nước máy tôn xuống để sử dụng sinh hoạt, nấu nướng hoặc là giặt giũ tùy. Đây là nước máy này thì sạch rồi, không lo nước mưa thì không còn gì.
Đấy. Đã bàn giao đến nơi rồi. Nước ở đâu đây? Mở cửa ra đi cho nó sáng một tí. Về có nước sinh hoạt không? Cái này có không? Cái này thôi à? Xuống bể dưới kia hay là xuống dưới chánh trưởng thôn? Bây giờ là đau vai đấy nhỉ, kiểu đấy. Di chuyển như này ấy. Vâng. Đấy. Bàn tay không vấn đề gì đâu gì. Nước rất là hiếm sử dụng. À, cái này là tự biết làm này. Đấy, tự biết là lấy gạch về để làm cái hiên như thế là tốt. Đây. Đấy, gọn gàng sạch sẽ luôn, nước sẽ chảy ra hai bên. Đúng rồi, nấu ở bên kia đi, đừng nấu ở trước cửa nhà nữa, không lại đen hết mái tôn giờ. Cái bạt này thì không dùng nữa thì lấy về lợp cái lều này thôi. Nhé. Yeah. Ừ. Thằng con dài khóc ở đâu? Sao đây? À, đi không mua kẹo về. Trời ơi, bố gần đây còn mệt sắp chết nhỉ, còn dám đòi kẹo bố. Quên mất không mua cho một ít kẹo thật. Mua trứng rồi bảo nó đi, tí nữa nấu trứng cho ăn mà thế. Cái rãnh này tự làm à? Cái bờ đằng trước nhà ấy. Đói rồi đấy, đúng giờ trưa rồi. Cái này chắc được một cơn bão thôi, nhấc đi hết. Là anh ngó. Cho cái siêu lên đi để tận dụng cái lúc nó cháy luôn, phí nhiệt ra. Cái bếp kia chưa khai trương à? Rồi đặt cái siêu lên đi. Không vừa á. Ờ, được. Xích còn nước không? Xích cũng có rồi. Hết rồi. Rồi. Rồi sao? Rồi, nắng quá. May là có cái mái hiên đỡ được bao nhiêu. Chứ ra anh bảo này,
Cái téc này là của bà An ở dưới Hà Nội nhé. Bà hỗ trợ 5 triệu. Thì hôm nay mua cái téc là 3.850.000. Mua gạo, mua đồ đạc, các thứ linh tinh mà tất tần tật ấy, là còn dư 28.000 thôi. Nhá. Thì hôm nay anh đã trao tận tay tới em một cái téc 2 khối inox của Tân Thành, bao gồm các phụ kiện và một cái téc như mọi người cũng đã xem rồi. Đó, bây giờ thì em gửi lời cảm ơn tới bà An ở dưới Hà Nội. Vâng. Hôm nay cháu chú bà An gửi tiền mua cái tiết, mua gạo, mua trứng, mua mì trứng, kiệu gì cho cháu chú. Hôm nay cháu chú cảm ơn bà An, chúc phúc thiện của bà An nhiều nhá, ăn ngon ngủ ngon nhá. Đấy. Gần xong ngôi nhà rồi đấy, nhưng mà câu cảm ơn vẫn chưa thay đổi mấy, nhưng mà nói lưu loát hơn rồi. Cố gắng có cái nước téc này thì giữ trữ nước sinh hoạt, lúc nào nhà cửa cũng phải sạch sẽ, bát đũa sạch sẽ, con lúc nào cũng phải được tắm rửa sạch sẽ, và bản thân mình cũng thế nhá. Không phải cái téc này lấy về để mình để không đâu, mà để giữ trữ nước thì mình sẽ phải ở sạch sẽ gọn gàng lịch sự, nó là như vậy nhá. Rồi tiếp tục công việc của em đi. Đấy, bà An có gửi cháu Hiệp 5 triệu và có dặn là mua một cái téc to để đựng nước. Đó, đấy, hai khối. Còn dư bao nhiêu thì sẽ mua đồ ăn cho bé Hồng và hai bố con. Do vậy là quý khán giả cũng đã thấy rồi. Một lần nữa là chân thành cảm ơn quý khán giả và mọi người. Cảm ơn bà An rất nhiều. Chúc bà An thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thuận lợi trong công việc kinh doanh làm ăn của mình. Đấy, cháu Hiệp xin phép dừng cái video này tại đây thôi. Một lần nữa là chân thành cảm ơn mọi người và hy vọng rằng quý khán giả có nhu cầu với những mặt hàng ở gian hàng nhà cháu Hiệp thì có thể ủng hộ cháu Hiệp một đơn. Cảm ơn các bác rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những thước phim tiếp theo. Quên, cảm ơn ông anh nữa đã hỗ trợ anh em mình chở đến tận nơi. Như mọi người đã nói rồi, mọi người đã thấy rồi vì sao lại vất vả chở như thế. Bởi vì là nếu như thuê xe lên đây nó mất phải 300-400 nghìn nữa, tức nghĩa là tiền cước xe không có và cước rồi ra thì số tiền đấy anh em tự hỗ trợ nhau chở thì sẽ mua được đồ, mua được thêm đồ ăn, thức uống và lương thực dành cho gia đình hai bố con nhé. Nên là mọi người xem hiểu, lưu ý giúp cháu Hiệp. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khán giả trong những thước phim tiếp theo. Xin chào.